Thưa quý vị, tính từ đầu năm đến nay, đồng yên của Nhật Bản đã giảm khoảng 16% giá trị so với đồng đô la Mỹ. Trong phiên giao dịch ngày thứ ba vừa qua, có thời điểm đồng tiền này đã để thủng mất mốc 150 yên đổi một đồng bạc xanh. Tuy nhiên, quan sát thị trường ngay sau đó, đồng yên Nhật đã quay đầu tăng mạnh lên mức 147 yên đổi một đồng đô la Mỹ. Và những diễn biến khiến cho thị trường tài chính đang đặt ra câu hỏi là liệu rằng có phải Bộ Tài chính Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương BOJ đã có động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ hay không? VTV Money đã có buổi phỏng vấn với giáo sư chuyên gia kinh tế Nashihiro Doi từ Đại học danh tiếng Nagoya để phân tích về những diễn biến của đồng yên cũng như là những tác động đến nền kinh tế Nhật Bản sắp tới. Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ duy trì chính sách siêu nới lỏng, ngược chiều với lãi suất cao tại Mỹ và châu Âu, đã và đang khiến giới đầu cơ liên tục đặt cược giá đồng yên sẽ giảm. Đây là biểu đồ cho thấy sự biến động của tỷ giá giữa hai đồng tiền. Từ mức 115 yên đổi một đồng đô la, giá đồng tiền này đã trượt dài, phá các mốc 145 và 150, buộc Bộ Tài chính Nhật Bản trong giai đoạn tháng 9 và tháng 10 năm ngoái đã phải chi kỷ lục 6.350 tỷ yên, tức hơn 62 tỷ đô la Mỹ cho các biện pháp can thiệp thị trường tiền tệ. Biện pháp này đã có tác dụng khi yên bật tăng về mức 127 yên đổi một đồng đô la trong tháng 1 năm 2023. Song tình thế không duy trì được lâu khi Fed và ECB liên tục nâng lãi suất. Yên mất giá trở lại và tiệm cận mốc 150. Thị trường đang có nhiều đồn đoán rằng việc yên bật tăng mạnh hôm thứ Ba ngày 3 tháng 10 sau khi trượt qua mốc 150 yên đổi một đồng đô là do đã có sự can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng cách mua yên, bán đô la Mỹ hoặc BOJ đã thực hiện rà soát tỷ giá. Vẫn chưa có thông báo chính thức nào, song đúng là đã có nhiều rò rỉ cho rằng BOJ đã có sự can thiệp nhẹ trên thị trường tiền tệ. Tỷ giá 150 yên trên 1 đô la Mỹ là quá cao. Tình hình năm nay đã khác so với lần can thiệp năm ngoái. Chênh lệch lãi suất giữa BOJ và Fed là rất lớn. Do vậy, nếu có can thiệp thật thì cũng khó có thể khiến tỷ giá thay đổi đáng kể. Chỉ có thể giữ trong thời gian rất ngắn mà thôi. Các chuyên gia nhận định, nếu mốc tỷ giá trên bị phá vỡ mà chưa có động thái chính thức nào từ phía nhà chức trách, thì giới hạn tiếp theo sẽ là 151,94 yên đổi một đồng đô la Mỹ. Mốc tỷ giá dẫn tới đợt can thiệp gần đây nhất hồi tháng 10 năm 2022. Và giới hạn tiếp theo nữa sẽ là 155 yên đổi một đồng đô la. Hiện tại ưu tiên của chính phủ Nhật Bản đang là hỗ trợ tiêu dùng nội địa. Đó là lý do mà chúng ta sắp đón nhận thêm một gói kích thích kinh tế mới để hạ nhiệt lạm phát. Còn việc đồng yên yếu lại đang mang lại tín hiệu tích cực cho xuất khẩu, sản xuất, du lịch. Nên tôi cho rằng sẽ khó có một động thái can thiệp mạnh tay như năm ngoái, trừ khi có những diễn biến bất ngờ, bởi Fed cũng sẽ chỉ còn tối đa một lần nâng lãi suất trong năm nay. Nhật Bản sở hữu dự trữ ngoại hối lên tới hơn 1,25 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nhưng khối lượng dự trữ này có thể giảm đi đáng kể nếu Tokyo liên tục có động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ. Thực tế này khiến giới chức Nhật Bản lo ngại về việc họ có thể ngăn đà mất giá của đồng yên trong bao lâu. Liệu đã đến lúc BOJ cần xem xét tới công cụ lãi suất kể từ đầu năm sau?